Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta tiến tới một bài học mới. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có động từ chi ở thể tên cộng với lại hageru. Ý nghĩa của nó là làm thuê trong, thể hiện việc làm một điều gì đó cho người kia. Như ở trên hình chúng ta có watashi. Watashi đang đưa cây dù cho bạn Sato. Nghĩa là mình cho bạn Sato một hành động nào đó, ví dụ như là tặng này, mua cho này, gửi cho này. Nhưng ở đây chúng ta có là Sato sẵn nhí, làm cho một ai đó thì sẽ là ní. Sato sẵn nhí ka sao ka shite agemashita, tức là tôi thì đã cho bạn Sato mượn dùng. Hành động này là hành động từ tôi cho bạn Sato. Tiếp, như ở trên hình chúng ta có là Sato sẵn nhí kukomane. Nào các bạn đoán xem động từ chúng ta sẽ có là gì? Tiễn bạn Sato đi tới sân bay sẽ là okutte agemasu. Sato sẵn nhí kukomane okutte agemasu. Ở đây chúng ta có deko nhí esa o katte agemasu, tức là mua thức ăn cho mèo. Tuy nhiên vì deko là động vật cho nên chúng ta sẽ thay động từ agemasu bằng động từ yarimasu. Deko nhí esa o katte yarimasu. Ví dụ ở đây chúng ta có inko o kotoba o oshiete. Inko ở đây chúng ta có là con vẹt. Vậy thì chúng ta dạy từ cho con vẹt đó, chúng ta sẽ dùng động từ agimasu hay yarimasu nào? Chúng ta sẽ có là yarimasu. Inko ni kotoba o oshiete yarimasu. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Dung. Các bạn nhớ link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn lại vựng ngữ pháp chúng ta vừa mới học. Hay minasan sayonara, bye bye, masho.